Chỉ trong vòng 7 ngày, sau một cú bốc thăm, em đổi đời. Từ một thằng bán bánh mì trước rạp hát, em vào đoàn, có người phục tùng, cơm bưng nước rót. Mọi người biết em là cái gì chưa? Biết em là cái gì chưa? Dương ơi, mày lo phục trang đạo cụ xong chưa Dương? Dạ. Biết em là cái gì rồi đó. Thật là vi diệu. Ủi đồ thôi. Em chờ cao trầu đưa tới. Pháo hoa rượu nồng, mừng cô dâu trời. Cái gì vậy? Theo dự đoán là nó trắng hơn lúc ban đầu. Là sao? Phỏng đó má. Muốn bồ muốn giết hả? Ê nói nghe nè, đưa cái gì đội đi ra diễn liền nè, đưa cái gì đội ra diễn. Trời cái gì đấy? Quần. Trời đưa cái quần chi vậy? Dai gì? Quần chúng. Quần chúng xanh đó đội đi. Trời đất ơi, đói thì đừng có phải bò chứ trời. Làm tướng phải làm vua đâu mà sai dữ vậy. Chân cẳng mình đâu, tay chân đàng hoàng. Phải liệt, đuổi, sụi, bại mà làm thế ghê vậy trời. Cái thứ gì làm lính? Làm lính mà cái mặt lười nhớt thay. Lười mà lười nhớt dũng sình, lười bền vững một niềm tin. Lười điêu linh cả cái rạp hát của tôi. Ủa chứ mà làm phục trang làm gì vậy? Làm phục trang, phải làm má đâu mà lo cho mày từ A tới Z. Đứng lại. Cái gì nữa? Lấy gì vậy? Cái nón đi ra diễn gấp lắm rồi. Trời 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 đất ơi. Cái phòng phục trang người ta đâu phải là nhà quan chết chủ, nhà phụ chết ông, công công chết vợ. Muốn ra thì ra, muốn vô thì vô. Đồ phục trang người ta đâu phải là của ông, của cha, của ba đời nhà mày. Hăng hói, chắp trói, ý lộn, hấp hói, trăng trói, khăn gói, đóng thùng để lại. Xuất nhập khẩu tự do, muốn lấy cái gì mà lấy. Trời ơi, hồi nãy rõ ràng kêu người ta là vô lấy đi, người ta vô lấy rồi cũng chửi là sao trời. Tao đâu hỏi má của mày nó cái gì mày cũng nghe. Trước khi nói chuyện với tao á, tháo cái não ra bỏ lên chảo hâm nóng hay bắn cầu. Nha, hãy nói chuyện. Nè, đừng có thấy tôi một mình. Rồi muốn chửi thì chửi nha. Một lát nữa kêu nguyên một đám quần chúng vô biết tay tôi. Nên nhớ, một cây làm chẳng nên non. Nói một tiếng nữa ăn đòn với tao. Đi ra. Làm bèm không? Nghe không? Nè, lấy chuyện cho Phan. Tới đâu? Trời quên điếm tới đâu luôn rồi nè. Không lẽ liếm từ đầu chứ chờ. Bỏ luôn đi. Tịnh tâm không nổi mấy ba mấy má này luôn đó trời. Bây giờ cầm chì để chửi nha. Nha. Cái đoàn này cũng ở ác cái tôi được hết trơn. Ăn hiếp chọc tôi chửi. Tôi đâu có lại mấy ba mấy má này nha. Quần chúng mà làm thấy ghê, ăn dưa leo, trả treo mấy ký rồi bí đỏ bí xanh chọc chửi hoài. Soạn văn là phải cũng mệt chứ trời. Dòng nào tôi biết tánh tôi rồi, dòng nào cũng phải chửi một câu khác nhau. Đâu có chửi trùng câu được. Tánh ngộ, mệt. Chưa hết đâu. Mấy má nè. Chưa hết. Suy nghĩ. Mấy má quần chúng còn đỡ. Mấy má với con đạo chánh mới mệt. Diễn toàn là không có diễn vai bình thường. Diễn mấy cái vai mà Dương Quý Phi, Từ Hy Thái Hậu, Dạng Phụng Di Dương, Đương Kim Công Chúa. Mặc thì áo vải, áo bông, thòng, kim sa, hộp lựu. Trụ mười mấy cây trăm trên đầu nha. Má tưởng mấy má đẹp lắm hay gì vậy? Trời, trời mô Phật. Trời đẹp, đẹp cái mặt như cái chậu mà tưởng mình qua hậu quốc gia quốc tế. Trời ngựa dữ lắm, ngựa không ai lựa lại luôn á. Ngựa chán bỏ bà chê. Ngựa cái mà ngựa từ lan can, ngựa vô phòng ngủ. Ngựa đủ cái lô, ngựa vô sáu tấm cũng còn ngựa bà được đó trời. Dữ, em chửi ai vậy? Chửi mẹ đó mẹ. Mẹ gì? Mẹ tôi. Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày. Mẹ tôi... Thôi! Đau. Cái gì mà tự nhiên nắm tay chị hát vậy? Thành công nè. Ủa ai vậy? Mối phụ em đó chị, mới lỡ em hát ra múa. Rồi các em cho tiền nó vậy luôn á hả? Chị nhiều khi em hết tiền, phải mượn tiền trả lương cho nó đó. Trời ơi, công nhận em đầu tư thiệt luôn á. Có tâm. Mà giữ. Bộ nãy giờ em đang chửi nó đó hả? Trời ơi, cô hồn âm binh gì đâu không chị ơi, phải chửi. Tịnh Lâm đâu có nổi mấy má này. Dự ơi, dự em bớt chửi lại đi em, khẩu nghiệp đó em. Dạ. Trời ơi, chị cho em cái dây chuỗi là trấn em lại rồi đó. Mà không trấn không được sao em? Gì vậy bà? Diễn sâu. Chi vậy? Đã diễn thì diễn cho sâu. Huấn luyện viên thấy biết đâu chọn mình. Bà nhớ tôi không? Tư vây nè. Vây. Tư vây.
Hai vây xinh xinh ca dạng bơi trong bể nước, ngồi lên lặn xuống ca dạng. Vây tôi là vây tiền chứ đâu phải là vây cá đâu. Còn bà là bà Tám Lụ, quê ở Bạc Liêu nè. Tôi nào có Bạc Liêu, ông nhầm rồi đó. Vậy bà ở đâu? Ông đoán nha, ghé bến Ninh Kiều, qua cầu Cần Thơ, nói vui đôi bờ, sông Hậu Giang, Sóc Trăng đón chờ, nghe lời rau, cô nàng bán bánh ngon, mua giùm em, bánh tráng Tây Ninh đi anh ơi. Vậy tính lại là quê bà ở đâu? Mô Phật, hát nhiều quá quên. Xấu người là bà còn xấu nết nữa, trả bù cho tôi. Ý ông đó ông đẹp á hả? Bước ra trọng tâm sân khấu, mời. Bước ra trọng tâm sân khấu. Ông biết ông già lắm không? Già mà già nát giáo dục, già nhục, giáo khoa, già si đa, giáo hội, già lầy lội, giáo trình, già thuốc ình, giáo sứ, già động ứ một quốc gia. Mà cái độ xấu nó cũng xấu kỳ cục nữa. Xấu mà xấu trong tiềm thức, xấu ra, xấu từ cái buổi mà sơ khai non nước đó. Xấu từ mầm non, xấu sang trung cấp, xấu sập đất bể bờ, xấu nát nhà thờ, xấu dơ bệnh viện, xấu điện, bi tết cô, xấu solo phong đối thủ làm cha già này. Trời đất ơi, xấu mà xấu xanh cả bầu trời, xấu di dời không cần giải tỏa, xấu lan tỏa 100 km/h, xấu thờ ơ nhân loại, xấu bại hoại dân gian, xấu tiêu tan dương thế, xấu ế con gái sơ sinh, xấu điêu linh con trai mới đẻ, xấu một ghẻ luôn bóng gió mới dậy thì. Mà cái thứ xấu âm gì địa ngục này nha, cứ xấu âm gì địa ngục này nè, ra đường á trời không đánh thánh cũng đâm, 15 gram chết đuối. Bà nói tôi mà bà không nhìn lại bà. Tôi làm sao? Đàn bà con gái gì nhìn như bê đê thái gì đó. Ai xúc phạm nha nha. Ủa, con bò còn đẻ ra con bê, cá còn có cá bóng, mắc cười con người không được bóng được bê. Còn nữa. Ủa, ông bỏ tiền ra vô rạp có phim 4D, 5D, 6D mà 3D đứng đây cho coi miễn phí mà còn chê làm sao. Trời đất ơi. Mà chưa hết, dù gì nhan sắc của tôi á cũng được trùng tu với bác sĩ nổi tiếng trong nghề. Ai? Bác sĩ Trăng Luật. Ở đâu? Trung tâm thẩm mỹ viện Quá Màu, Thịnh Thành Giang. À, đúng là khách xưa quá rồi. Đầu tư. Đúng. Ông ơi, lũ bây giờ nó không còn là lũ của ngày xưa nữa. Vậy lũ bây giờ là? Lũ đạn. Tôi không biết, tôi dây tôi mượn là ai, sao lầy dữ vậy trời. Hồi còn trẻ đó, tôi dắt trâu ngang ruộng nhà bà nè. Trẻ trâu. Trẻ trâu. Bị lẹ chưa? Một khi ngôn từ đã bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi. Đi chưa? Thôi, bớt giận mà. Tôi biết bà nhớ đến tôi. Sao chồng bà đâu? Chết rồi. Ủa sao chết? Ông nghĩ đi, tôi cưới ông về mà ngày nào cũng cầm cái khăn này nè, tôi nhớ tới ông. Ông đập đầu với gối tự tử rồi. Đập đầu với gối mà chết hả ông? Sao chết được trời? Mà bữa đó xui quá, đập mạnh gối tét bông gòn bay vô lỗ mũi, ngập thở chết. Vợ tôi cũng mất rồi. Biết chứ, biết hết á. Về đây đi, tôi ông là mạng già, lo cho nhau mà sống. Được hả bà? Được sao? Ý gì vậy? Hồi đó má nắm tay, hồi đó má nói cho con trai nắm tay có bầu chết. Vậy thôi. Nắm vô liền. Nhưng mà em kiềm chế được.